Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đến với một cái cây xanh Nam Điền, bóng dáng cốt cách tôi thấy cũng rất là đẹp đây. Một cây dáng có thể sử dụng cái từ dáng lão được không biết. Nó cũng 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 dựa trên dáng lão. Cây này thì nó gọi là lão mai sinh quý tử. Lão mai sinh quý tử. Và cây tử bên này đây. Tử bên lưng đây đây. Anh Hiệp có thể nói to to hơn một chút. Hôm nay anh e lẹ như con gái đấy. Đây gọi là một tác phẩm mà lão mai sinh quý tử. Và thế lão mai sinh quý tử. Đây thực sự là quý tử hơi nghịch. Tức là vươn cao lên. Hơi nghịch. Cao hơn cả tay một này. Đúng rồi. Cao hơn cả tay hai bên này. Không phải bao nhiêu đâu. Vì cụ lão này cũng là một trong những bậc gọi là cũng gọi là hào hoa phong lưu. Ừ. Đấy thì sinh ra là cậu quý tử. Chính vì thế mà để muốn kèm của cụ quý tử thì cụ bắt đầu là cúi mình xuống, sửa từ mình để con nó sẽ theo. À. Đấy, cụ cũng là một cụ hào hoa phong nhã. Tức là phải xem lại mình, chấn chỉnh mình thì là các con cháu nó sẽ theo mình. Chứ mình mà không chấn chỉnh lại thì nó cũng không. Từ một cái cây mà chúng ta cứ luận ra nhiều những cái điều có cái tính giáo dục. Thường thì anh em đang nói là tử chỉ ở đây thôi, bác sinh với lại. Nhưng mà đai tử nên là tử này tử hơi nghịch, quý tử được chiều chuộng sống. Vâng, lá cái này đẹp anh ạ. Cái chất lá đẹp. Rồi. Cây già. Xung quanh chân bệ đan sen cũng rất là hợp lý này. Và anh Hiệp đang lấy cái kích thước của cái hoành là được 105. Cái vị trí đấy là hoành 105. 105. Cao là 1m2. Vâng. Cái này giao lưu với anh em là 22 triệu. Giá 22 triệu. Vâng. Tôi lấy cái ảnh cây. Anh lại kết hợp anh đứng cạnh một tí. Vì tôi thấy anh chụp rất là ăn ảnh. Không những đứng cạnh cây và đứng cạnh phụ nữ còn đẹp nữa. Chụp nhé. Rồi, cảm ơn anh Hiệp. Chúng ta di chuyển đến tiếp theo một cây xanh. Có vẻ xanh lá bóng thôi. Và tôi nhìn tôi đã đoán ra. Thế này bác gọi là thế gì nữa? Chỉ là cây dáng hoành thôi. Đây thực sự là hoành này. Đấy, tức là cây nằm ngang luôn. Đúng là cây dáng hoành luôn. Đây là cái bóng này. Này ra đi với anh em là 8 triệu. Vâng, 8 triệu. Phía sau đây là cây viên đá. Đá này hình như đá ong đi phải. Đúng. Dằm dày lắm. Rồi. Cây này giá 8 triệu anh. Đó là 8 triệu. Và di chuyển tiếp nhé. Và chúng ta đến với một tác phẩm xanh tầm trung. Cây này cũng phải hàng xe nâng đấy. Cẩu. Cẩu đấy. Và đây. Cái chậu này, cái bể này dài rộng bao nhiêu anh nhỉ? 1m3. Dài 1m3. Này giao lưu anh em 25 triệu. Giá 25 triệu. Và xanh Nam Điền.
Và cũng tiếp một cây xanh Nam Điền, cũng là hàng phải cẩu nữa đây. Này 25 triệu ạ. Vâng. Giá 25 triệu. Có 3 cây. Mới có 75 triệu là một bộ chơi cúc độc thọ rất đẹp, 3 cây. Và chúng ta đến với một cây xanh Nam Điền số 3. Thì như anh Hiệp vừa chia sẻ, thì cây này với cây số 1 tôi quay lần trước đây 1-2 phút ấy, đó là đối xứng. Đấy. Bể, bóng cây rất giống nhau, kích thước. Và cái cây ở giữa kia là bộ 3 chơi có thể gọi là bộ tam đa của anh Trần Hiệp vừa giới thiệu. Đấy. Đây là cây bên này. Cả bộ là 75 triệu. Cả bộ là 75 triệu 3 cây, mỗi cây 25 triệu đúng không anh? Đấy. Vâng, tôi xem thêm cái bệ này một chút để chia tay đi với những cái tác phẩm tiếp theo này. À, bây giờ đến với một cái tác phẩm tầm nhỏ, một người bê được. Một cây xanh dáng trực huyền. Hai người bê, một người bê không bê được, đẩy ta. Trực huyền, và cây rất là già cây. Cũng là dòng Nam Điền. Này giao lưu với anh em 4 triệu. 4 triệu ạ? Tốt quá nhỉ. 4 triệu để bao ship. Đây, chúng ta xem thêm phía bên này tí nha các bác. Xem có thể ưng thuận thì... À, anh em chúng ta điện đến số điện thoại của anh Trần Hiệp là 03999 03128. Lên trong ngọ đồng trúc hôm qua hôm kia tôi ghé vào xanh mây, bông mỏng đẹp. Ô cái bệ này xanh ra cóc này hay quá này. Ô cái hay đấy nhỉ. Nam Điền. Nam Điền này. Tay 1, tay 2 hoàn thiện hết rồi. Vâng, đẹp mà. 3, 4 đây rồi. Còn bên này gọi là tay phông đấy. Nhưng mà thực ra này ngoài Bắc mình không để tay này. Cắt bỏ. Này 5 triệu. Rồi, đẹp quá. 5 triệu cái các bác mua về chế tác thêm này. Đấy, riêng cá nhân sinh thì độ sinh thì cành này thì cắt bỏ rồi. Tay 1 tay 2 họ đủ hết rồi, 3 4 rồi. Thằng này nó chọc vào mặt này. 5 triệu à? Vâng. Ờ, hay đấy. Và di chuyển đến một cây si nha các bác. Thì anh em báo 15 triệu. Bao nhiêu? 15 triệu. 15 triệu. Tốt mà. Và chúng ta đến một cây cũng rất là mới lạ này. Phong đỏ. Phong lá đỏ. Phong lá đỏ. Bác Sinh, ống kính vào sâu bên trong. Đây là một trong những loại đá rất quý của Nhật đấy. À, nguyên bản. Nguyên bản. Sao đây? Không phải đá thường như của mình đâu. Anh bỏ tay ra. Đá này là tính bằng cân đấy nhé. À. Đấy, bằng cân đấy. Đá rất quý. Có biết là anh em mà mua đá để làm vườn của Nhật là đắt gấp rất nhiều lần đá Việt Nam bao nhiêu? Rồi, tôi xem nào.
Ồ nhỉ. Kiểu như dạng hóa thạch các núi nửa phun trào đó. Ừ. Cây đá của nghệ nhân nổi tiếng này. Vâng, vâng. Đầu tiên Trần Thiệp kiểm tra xong cũng thấy nó hơi... Ồ nhỉ, cái chất đá, cái màu đá này hay nhỉ. Nó là một trong những nghệ thuật rất là quý của bên Nhật. Được rồi. Cây phong này giá bao nhiêu anh ơi? Cây phong này báo giá là 95 triệu. 95 triệu. À, cái chậu này vẫn bệ của nó luôn đấy. Vẫn nguyên bản cái chậu này của nó. Và quay đem xem ngựa nó quay. Đây chúng ta nhìn ở dưới gầm của cây phong. Ui trời, chỗ này hay quá. Cái tạo lại 95 triệu. Rồi, ok. Nếu nói cái giá đầu tiên Hiệp thấy nó hơi gai gai, không kiểm tra lại. Cây quý thật. Để có một cây phong như này có thời gian đâu có phải là ngắn ngủi đâu. Di chuyển tiếp đi. Cái này 8 triệu. Vâng. Chỉ có xây dựng một cái cổng làng ở trong đẹp. Rồi, 8 triệu. Vẫn là bầu trời trái đất này cả thôi. Mỗi nơi chung mừng mặt trời. Đấy, đấy. Vâng. À đây có cặp đôi si hay quá này các bác ạ. Trước khi kết thúc cuốn video này tôi giới thiệu luôn. Hai cái chậu giống hệt nhau, đều là chậu Trung Quốc. Đấy. Đá cũng đều là đá thấm thủy. Mức độ rêu phong, độ cũ của đá cũng rất là tuyệt vời rồi. Hai cây si bám đá, bóng cây, chất si, giống hệt nhau. Và tôi quay cái cây bên này trước cho các bác xem. Hàng này nó là hàng VIP, chơi. Rồi, chuẩn rồi. Đi trưng bày triển lãm hàng mini ở phố cổ. Ừ. Này là các bác ngắm được nhất là mỗi cổ hoa Hà Nội. Cái này là 15 triệu một cây. Tức là mỗi cây này 15 triệu. Rồi, 15 triệu. Rồi. Chỉ một người bê nhẹ nhàng. Si đỏ các bác nhé. Và đấy, bên này là cây số 2 này. Đây là 30 triệu một cặp này. Đẹp quá nhỉ. Rồi đấy. Vâng. Còn đằng sau là một bộ ba chơi tiểu cảnh. Liên hệ Trần Hiệp ạ. Vâng. Và cái bộ ba chơi tiểu cảnh phía sau thì các bác cứ alo đến số của anh Trần Hiệp 0399 03128. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp cái cuốn sau. Rồi, mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi. Theo yêu cầu của chủ nhân. Có mặt hàng rất tốt. Ví dụ là xưa mình quản lên. Bây giờ. Thế 30 năm vẫn chạy được đường á. Vẫn chạy tốt đấy, nhưng không phải là đâu. 30 năm là cái cả đấy hay lắm.